là tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch văn hóa tâm linh. Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh, các di tích và khu di tích trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Hưng Yên khi du khách đến tham quan, nhất là dịp lễ hội đầu năm. Đầu xuân năm nay, các di tích trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến mỗi ngày đón hàng nghìn lượt du khách tới tham quan, chiêm bái du xuân. Tại các điểm di tích, du khách được giới thiệu thêm giá trị văn hóa, nét độc đáo trong kiến trúc và các điểm di tích khác trong quần thể, những câu chuyện văn hóa lịch sử của tỉnh Hưng Yên, qua đó hiểu hơn về những danh lam thắng cảnh của Hưng Yên như Văn Miếu Xích Đằng, Chùa Chuông, Chùa Nôm, Đền Ủng, Đền Đầu An, Chùa Thái Lạc, Chùa Tiên Quán, tượng Phật nghìn tay nghìn mắt tại Chùa Mễ Sở. Đầu xuân tôi muốn đến Hưng Yên bởi vì Hưng Yên rất là đẹp và cái di tích lịch sử cũng rất là linh thiêng. Và Hưng Yên cũng là cái điểm mà tôi giới thiệu bạn bè người thân đến du lịch. Chúng tôi thấy đây cũng là một cái cơ hội tốt để có thể quảng bá cũng như là giới thiệu về những lịch sử văn hóa cũng như là các nét kiến trúc của những di tích, giúp các du khách có thể tìm hiểu cũng như là hiểu sâu hơn về những di tích lịch sử mà mình đến hành hương chiêm bái. Các du khách họ đều có thấy rất là hứng thú và họ cũng đã giới thiệu cho rất nhiều người thân bạn bè để kết nối với chúng tôi để có thể đi tham quan những di tích trên địa bàn tỉnh nhiều hơn. Du khách khi đến đền Ủng, xã Phủ Ủng, huyện Ân Thi năm nay, ngoài niềm vui được tham gia lễ hội, còn khá ấn tượng với gian hàng trưng bày các sản phẩm du lịch của Hưng Yên. Tại gian hàng này, du khách được giới thiệu thêm về các di tích, điểm đến du lịch và được thưởng thức các sản vật nông sản đặc trưng của tỉnh. Đây là một hoạt động mới nằm trong kế hoạch quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh do Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hưng Yên thực hiện. Ở đây có rất nhiều các đặc sản như là nhãn lồng Hưng Yên này, bưởi diễm này, tương bần này. Và tôi đã được thưởng thức ăn thử và tôi cảm thấy rất là ngon. Và với những hoạt động như thế này thì tôi thấy Hưng Yên mình rất là gần gũi và thân thiện với những người xa phương như tôi. Ngoài đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền du lịch của tỉnh trên các cái trang bếp, trang web và mạng xã hội của tỉnh thì chúng tôi cũng xây dựng các cái gian hàng tại các cái lễ hội lớn của tỉnh để thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi nghĩ đây là cái dịp tốt nhất để giới thiệu các điểm du lịch của tỉnh đến du khách thập phương. Mà ngoài ra chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể để xúc tiến quảng bá tại các sự kiện lớn du lịch của tỉnh tại các cái khu trong khu vực và trong cả nước. Với lợi thế có nhiều địa danh du lịch là các di tích lịch sử và lễ hội, việc xác định được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến quảng bá, nhất là trong dịp đầu xuân năm mới, sẽ tạo ra được sức cạnh tranh cho thương hiệu du lịch của tỉnh. Từ đó góp phần xây dựng Hưng Yên trở thành một điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có tính cạnh tranh cao và uy tín trên bản đồ du lịch của cả nước.